Xin chào tất cả quý vị, quý khách hàng quay lại với kênh Bến Xe Vườn Cỏ Xe Bèn của tôi. Vài bữa trước rất là nhiều anh chị em hỏi Lexus, EX60-3. Hôm nay chúng tôi mới về một em 60-3 và đang cho làm việc tại quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Con này 60-3 máy Nissan. Hiện tại chúng tôi đang cho làm việc ở bãi cát, giá cả hợp lý. Vừa rồi có rất là nhiều anh chị em đã hỏi dòng này thì hôm nay chúng tôi mang về để ở đây. Quý vị mà đang ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, loanh quanh khu vực này thì có thể đến tận bãi của tôi thử xe, nhìn tận mắt sợ tay, thử cho mình những sản phẩm mà quý vị đang cần tìm và đang cần muốn để về kiến thiết gia đình. Thì hôm nay chúng tôi đưa lên một cái sản phẩm này cho quý vị biết. Ngoài con trừ 3 này thì chúng tôi còn con trừ 1 là Sumitomo có cả. Thì như đã nói, dòng này chúng tôi nhập về thì đa số là để làm việc lợn xây dựng, vừa làm vừa bán. Quý vị có nhu cầu thì cứ liên hệ với số điện thoại góc trái màn hình video của chúng tôi. Chúng tôi sẽ gửi hình ảnh chi tiết nhất để cho quý vị tham khảo. Quý vị mà đang cần thì có thể đến tận nơi, nhìn tôi mắt sờn tay để chúng tôi có thể được phục vụ tất cả quý vị, quý anh chị. Những sản phẩm này ra thì chúng tôi còn những dòng như Sumi, Tomo, Volvo, Dosan, Kobe, rồi Jasit, rất là nhiều các sản phẩm mà chúng tôi đang có ở trong bãi. Như đã nói thì chúng tôi có 3 bãi: bãi thứ nhất ở Bồn Hòa Thuật, bãi thứ hai quận 9, bãi thứ ba thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài những dòng 03, chúng tôi có 07, 05, rồi 02, 015. 015 thì chúng tôi đa số để Bình Dương, như PC015, PC40, PC50-2E. Những dòng đó thì là dòng cần kỹ thuật. Tại vì ở khu vực Bình Dương chúng hay để dòng đó, là rất là nhiều quý khách hàng làm trong thành phố. Cho nên là cái xe mà chúng tôi nhập về thì cần kỹ thuật là đa phần để gì đó. Quý vị đã theo dõi kênh của tôi nhiều thì quý vị thấy là trên thành phố thuật thì chúng tôi ít, và quận 9 rất là ít để dòng cần kỹ thuật. Nếu mà cần kỹ thuật thì chỉ có Bình Dương thôi. Và hiện tại thì hôm nay thì tôi sẽ để cái giá ở phần mô tả để cho quý vị xem. Rất trân trọng, vui khi được phục vụ bà con, cô bác. Xin